rừng với Revenge cũng là những chất tướng đánh nhau ở cấp độ ban đầu được này. Có lẽ chỉ hơi yếu hơn ở khoảng hỗ trợ đi nhanh. Săn đang hơi tham rồi, anh ta vẫn còn tốc biến, có người chống chịu để xong trụ. Đấy là vị trí của Yuan và anh ta tốc biến trong thềm trụ. Một phát điều có lẽ rằng là hơi sai rồi, có thiếu lốt trên người. Liệu bên Đắc có phải nằm xuống hay không? Không phải nằm xuống, nhưng ở thời điểm hiện tại sẽ rơi vào trạng thái vô cùng thấp máu rồi, và đó là một cái quyết định tương đối mạo hiểm. Yuan muốn dọn dẹp đi đợt lính, anh ta có tình huống lốc trùng, đối phương vẫn đang tiếp cận. Có tốc biến con bên kia tưởng chưa phải nằm xuống. Một tình huống tốc biến để có thể hất tung ngược vào vị trí của Ari. Ari bóc ngược Genza về như một giải pháp tình thế mà thôi. Và một cú thủy ngục được hai người rất hay. Tên vị trí của Akeno cũng bung luôn cho mình chiêu cuối đại hồng thủy rồi. Anyway xuất hồn và sau đó nhập hồn ngược trở lại, nhưng cũng không còn nguy hiểm nào dành cho anh ta nữa. Tốc biến từ vị trí của BMM làm cho thành công và đắp một kill thuộc về vị trí của Genza. Rất gọn gàng đến từ BMM để thoát đi những lượng sát thương này. Và lượng sát thương tôi nghĩ là chúng ta có thể băng trụ được. Mất thần cá sấu rồi, một nhịp nữa thì sao rồi? Chưa có bạn của Sun, chúng ta phải có dịp thứ hai và BMM cũng đã được gặp hiểm đây. Còn đó là dường như cú thanh trừng vừa rồi nó không tìm được đúng địa chỉ. Berat đang cố gắng tranh chấp trừng phạt với đối phương và anh ta trừng phạt trượt. Người giữ lại được con rồng đó chính là vị trí của I1 Chora, bắt đầu băng vào cắt. Anh ta cắt vào vị trí của Akeno và bây giờ những lượng máu của Several Esports đang là cực kỳ yếu. Anyway cùng với Sun là trở thành những người có thể lùa được toàn bộ thành viên của Several Esports, không hề hấn gì lắm. Cú tốc biến thì không, vẫn đuổi đến cùng luôn. Nên ra chơi hơi dại rồi. Ồ, nhưng mà anh ta không dại một chút nào. Ôi, rất là người dại. Dại mồm mà. Và để có thể có cho mình điểm áp dụng đối phương, nhưng ở đây thì có lẽ sẽ đơn độc quá rồi. Liên tiếp vào những tình huống điều chúng ta thấy rằng là cái lối chơi, cái sự tự tin của CBE Sports nó đang rất nhiều, nhưng họ biết rằng họ có thể tạo ra được tiền đề, và đó là pha lấy máu trước của Yan để cho BMM đến. Và với thùng riêng đồ của mình, anh ta giữ lại tất cả mọi thứ thì phải anh ta giữ lại được đúng rồi. BMM với cái lượng đồ này thì một thùng rượu đổ của anh ra thôi cũng sẽ là rất nhiều những vấn đề được giải quyết ở đây. BMM đến hơi trễ trong pha thi đấu này và một thanh trừng đến từ Genza ngay lập tức lấy đi hơn một nửa cái máu của tướng chống chịu đó chính của Diesel. Rồi một tình huống giao tranh mà bóc ngược được BMM về, ngay lập tức có đại hồng thủy tung ra ngồi một pha chật chối được hai người, biến mất luôn vị trí của Ari. Nhưng cú đoạt mệnh bay vào vừa rồi thì không kịp xuất hồn ra từ vị trí của Anyway. Ở đây chúng ta đang hủy diệt đối phương, triple kill thuộc về vị trí của Meriodas và double kill thuộc về Genza. Tiền nữa Ale con số 11.000 tiền, khoảng cách đã là 11.000 tiền rồi. Và quan trọng hơn là cái thế macro nữa. Anyway bắt đầu bứt tốc lên để băng vào cú đoạt mệnh của mình, bị outplay bởi một ca từ vị trí của Akeno, tung kịp thời ra một cú đại hồng thủy để giữ chân vị trí của Zizo. Zizo lên bảng đếm số, Genza vẫn đang bắn một cách kịch lưỡi, ta gục thành công được thêm một người nữa, đó là vị trí của Ari trước khi phải bốc hơi dưới những sát thương thuộc về vị trí của Sun. Sun đang quẩy nhưng Berat khỏe hơn rất nhiều, anh ta vẫn còn giáp hồi sinh ở trên người. Sao họ sẽ phải làm như thế nào một thứ đánh bị kẹp thịt, nhưng rồng chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của Several Esports, bắt đầu băng vào đánh nhau, bị xé lẻ hai góc không được đẹp lắm đến từ các thành viên của Song Chon Esports. Họ đang tan vỡ dần rồi, họ mất đi Anyway, họ mất đi Ari, vẫn đang cố gắng quẩy từ vị trí của Sansa lên bảng điểm số double kill thuộc về vị trí của Genza. Và ở đây Choya cắt thành công được một người, nhưng đó chỉ là hỗ trợ Akeno mà thôi. Diesel đang bị đốt bởi búa đỏ và đó là triple kill thuộc về vị trí của Genza. Có qua kill hay không đây? Choya đang cố gắng bỏ chạy và Choya có lẽ sẽ không chạy được ở pha thi đấu này rồi. Và chúng ta ở bây giờ thì chắc chắn rồi, có thể end game được, chúng ta không còn cái gì ngăn cản nữa, sẽ là end game dành cho Several Esports. Họ sẽ người chơi mang con Galio lên được trên lắm, đừng lắm và chỉ mang ra được giữa thôi. Bởi vì là với cái chiều cuối của mình thì nó không phải là tầm rộng khắp của bản đồ thì cho thành viên của Several Esports. Đường đi vào của Meloat cũng rất đơn giản thôi, anh ta có cho mình cử kiếm lần 3, ta chờ đối phương đi vào bên cạnh cái trụ, ta hất tung được tới hai người trong pha băng trụ. Đó là quá đơn giản đến từ phía của Several và tốc biến thẳng vào đó vị trí BMM, ta khiêu khích được vị trí Eri và Eri bốc hơi luôn. BMM bị cái nó không làm sao có thể thoát được. Còn ở đây thì Yuan gặp hơi nhiều khó khăn một chút, nhưng một pha chằng dày giữ lại được hai người, thanh kiếm tiêu vong chúng hai người, bắt đầu có dùng dáng thế đắp xuống, sẽ là một pha cân đôi từ vị trí của I1 với sự giúp sức của BMM, mỗi người chia nhau một mạng. Như thế là vừa sinh 5 điểm ở gục đã có ở khu vực đường dưới. Killing Spree thuộc về Akeno và thi đấu đấy bốc hơi luôn, hai phá hất tung liên tục nào lấy đội tại hưng phấn bắn ngược đánh Genza ra được. Genza còn lá chắn mà rồi sao rồi, trời tắt nắng mặt trời tắt nắng, anh ta vẫn lấy được bảng của Genza về sát thương đến từ Kyodo. Nhưng mà con sứ giả hút được nhịp thứ hai là cũng tương đối lời rồi. Berat thế nguyện ước bật lên tất cả mọi thứ chỉ để cứu Genza trong tình huống vừa rồi. Họ cứu được thành công Genza, lượng máu của Genza bây giờ đã hồi lại. Đấy cây I1 đi hơi lạc ở trong pha này và chắc chắn anh ta sẽ bỏ lại cái mạng của mình. như một sự trả giá mà thôi. Akino cũng giật mình, Akino thấy tao bằng kiếm lần 3, Akino cũng giật mình mất luôn đi, không mình có cái tốc biến rồi. Nên Loan vẫn đứng đây và sao Troia lại hồi luôn chiêu cuối không? Chiêu cuối của Z có phải đau không? Quá nhanh chứ phải đoạt mệnh trượt và đó là mạng nằm xuống đến đầu là Troia. Gặp ai là anh ta sẽ sử dụng luôn rồi tự mình với bạn. Đó là một tình huống sứ giả vẫn có thể hút được thêm một nhịp nữa. Chiêu cuối từ vị trí của Akino được sử dụng nhưng Akino cũng đã biến mất. Genza cũng đi theo ở phía bên kia thì Troia lên bảng đến số. Một tình huống sử dụng cầu vòng tối thượng nhưng cũng không đủ để cho Beamman phải bốc hơi. Vẫn là shutdown để cho vị trí của Meliodas. Meliodas đang tiếp tục tiến lên và siêu hùng dáng thế đam xuống, không muốn đánh nữa nên từng thành viên của Sephiroth họ đang phải lùi về. Nhưng khi họ lùi về thì Sun tiến đến, Sun bảo lấy mạng tôi đi và Sun lên bảng đếm số. Phía bên này thì một người nằm xuống, đó là vị trí của Y1. Cái bụng kìa, cái bụng to chưa kìa, cái bụng Eri nó lăn thẳng vào mặt của Meliodas cũng như là Beamman và lấy được thêm bên phía của Song Thương sẽ thành công lấy được con Baron trong ván thi đấu này. Về được cái cầu tiên nhưng mà Sephiroth lao thẳng vào và chằng dây khá đẹp đến từ vị trí của Y1 đã đâm được vào tới hai người. Một người bật đồng hồ ca lên đó, Zizo đã phải nằm xuống rồi nhưng Akino đang cô độc lao thẳng lên đó vị trí của Beamman. Có vẻ như Sephiroth đánh được trong tình huống này. Genza Gen hủy máu Genza kìa. Không, Akino vẫn sống thì Genza vẫn sống được. Úp liên tục đến từ Akino và Genza kích hoạt cho mình đó. Akino tài đang cố gắng tràn lên vào Troia. Mạng của Anyway hay chăng đây? Anyway vẫn còn giác hồi sinh yên tâm sử dụng cái cú nhảy của mình để thoát về, bắt đầu băng vào vị trí của Y1 nhưng Y1 chơi hơi dại trong cái này. Không, tôi lại dại rồi. Anh ta hạ gục anh cơ vị trí của Y rồi tiếp tục băng vào. Anyway ngay lập tức phải lùi ra. Nhưng sát thương gây ra của Troia là cực kỳ nhiều. Anh ta sử dụng cấu ấn tử thần hạ gục thành công được vị trí của hỗ trợ Akino. Genza bây giờ không còn khả năng hồi phục máu nữa. Anh ta cũng rất khó chơi ở trong pha đấu này. Chạy. Bây giờ là những tình huống bên phía Sephiroth phải vừa đánh vừa chạy. Anyway đã trở lại săn rất nhiều máu. Mong muốn Stera cũng được kích hoạt rồi và Sun lấy thành công đi mạng của BMM. Genza vẫn được Genza bắn mắt, trời ơi, Genza bắn vào mắt, anh ta không bắn vào người ở trong pha thi đấu này. Bắn người đi Genza ơi, anh ta chỉ cần lấy được nội tại hưng phấn thôi. Tại sao lại bắn cái súng to, trời ơi, bắn súng nhỏ là có khi anh ta cũng được một mạng và tiếp tục hưng phấn lên để bắn tiếp rồi. Song Trôn họ đang chưa muốn dừng lại, họ đang rất muốn kết thúc luôn ván thi đấu này. Băng vào đến từ vị trí của Troia nhưng Y1 anh ta có được hút cát, anh ta có cả giáp hồi sinh nữa. Một tình huống sử dụng cầu vòng tối thượng tốc biến đến từ vị trí của Y1 và chiêu cuối nguyện ước cũng đã được dùng đến từ vị trí của Akino. Bắt đầu là băng vào để có thể cố gắng đập đi cái nhà chính và sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Song Trôn khi mà Anyway nhảy vào nhưng anh ta bốc hơi ngay lập tức. Trận đấu vẫn đang còn, một người bấm đồng hồ cát nhưng lính bắn nhà quá nhiều và đồng chịu, đồng nghĩa với việc Sephiroth sẽ có giai đoạn đầu trận khá khó khăn. Đúng là như vậy. Hôm nay thực ra thì phải nói rằng chống chích có đồ, phải đợi dích có đồ để xem liệu bên phía của Sephiroth sẽ chọn gì. Nhưng pha thi đấu này cũng vừa được dưa, Zizo đã không chạy được, anh ta sẽ còn một hit nữa thôi. Meliodas phải sử dụng cho mình kế tạo xung hữu đồn đứng trong thềm trụ qua vị trí của Akino như khả năng sẽ phải nằm ruột nhưng vẫn thoát ra được cú siêu hùng giáng thế xuống, đang dư trở lại được vị trí của Eri rồi. Eri sẽ không có nhiều cơ hội để có thể về hồi máu trong pha thi đấu này. Chúng ta có rồng muốn đánh hay không đây? Ivan bị zone ra khỏi giao tranh rồi, một điều siêu quan địa ngục và đó là ba thành viên của đối phương ở trong một trạng thái thấp máu. BMM cũng đang bắn được, Sun đang là người phải nằm xuống ở đây hay không. Một tình huống vòng sau đến từ Yuan, anh ta vẫn còn hai lần sát chiêu nào. Lần đầu tiên anh ta có điểm vào gục rồi, đã phải bấm cho mình nó đồng hồ cát né đi lượt sát thương cuối cùng được hay không, không được, vẫn đang phải lên bảng điểm số. Tình huống cũng đã có siêu hùng giáng thế ở đây đến từ Troia nhưng nó không giải quyết được vấn đề gì cả khi mà những người đồng đội người ta đã nằm xuống rồi. Điểm hạ cục của người chơi đường Baron đối phương. Bây giờ thì Yuan mới đến, anh ta mới đang bắt đầu quẩy và đó sẽ là tình huống chúng ta có thể có được điểm hạ cục hay không. Vẫn còn đó là sát chiêu hoàn hảo lần thứ hai, tốc biến lên để có thể kết thúc đi được vị trí của Anyway nhưng cuối cùng thì Yuan cũng đã phải lên bảng điểm số. BMM sẽ là người dọn dẹp chiến trường, anh ta có thể có mạng của Eri, một tình huống phá ánh sáng giữ chân đường Akino. Chúng ta đang không thể tiếp cận được trong pha thi đấu này, tốc biến lên làm choáng nhưng mục tiêu được chọn đang có vẻ như là hơi cứng đó vị trí của Troia. Troia quay trở lại, anh ta muốn chơi khô bóng đến cùng, một tiếng tốc biến lên siêu bom viện cùng chỉ làm mềm được đối phương mà thôi và đó thì đánh tay cuối cùng để đấy. Tôi nghĩ là chưa với cái động thái nào bỏ. Tiếp tục là đi rồi như này khổ quá, Eloy bốc hơi luôn, sức sát thương phép thuật đến từ Sephiroth là quá nhiều và Sun đâu rồi, Sun biến mất khỏi bản đồ luôn. Akino chống chịu được rất nhiều, Y1 tốc biến lên găm phi tiêu trúng vào đầu của Jinzo, vẫn còn sát chiêu nào lần hai đang chờ Jinzo hết đầu lao thẳng và đó là một mạng nữa dành cho vị trí 1. Y1 bị shut down nhưng mà BMM cũng như là Genza đã trả thù cho anh cho bên phía của Sephiroth rồi. Hai con lính được cường hóa khu vực đường giữa. Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc ván thi đấu này ở đây mà thôi. Vẫn là cố gắng lấy mạng của Eri. Eri sẽ phải lên bảng điểm số hay không đây? Anh ta còn đồng hồ và anh ta sẽ